Hello chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã, đó là cái rổ lọc dầu nhá. Đấy, rổ lọc dầu thì nó sẽ là hai cái như này. Đấy, hai cái như này các bác này. Đấy, con này thì sẽ là 100.000 cho một bộ như này. 100.000 cho một bộ này bao gồm là hai chiếc này. Đấy, cái này thì các bác có thể là đưa dầu vào đây các bác đặt lên mình chiên luôn, ví dụ chiên khoai tây hoặc là chiên các cái đồ chiên dầu thì mình đưa như này. Đấy, lên cho em là rổ lọc dầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này. Đấy, 100.000 cho một đôi bao gồm hai chiếc. Đấy, lên cho em là rổ lọc dầu nhá. Rổ lọc dầu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái phễu tưới cây nhá, phễu tưới cây. Đó. Bên em bán sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 cho một chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá là 10.000 một chiếc nhá. Cái phễu tưới cây này thì bên em sẽ bán cho bác với giá là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc như này, cái phễu tưới cây như này. Về nhà thì các bác đây. Đấy, các bác xoáy vào cái chai nước ấy, nó có cái sẵn cái này rồi. Các bác xoáy vào chai nước, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh cái lượng nước to nhỏ ở đây cho em này. Đấy, điều chỉnh lượng nước to nhỏ ở đây thì nó sẽ giúp cho các bác tưới cây rất là tốt luôn. Đó, tưới cây mình đi công tác, đi du lịch, đi cả tuần cũng được. Nó vẫn cứ từ từ nó chảy ra nhá. Lên cho em là phễu tưới cây này. Giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc, mua 10 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 một chiếc, mua 10 tặng 1, lên cho em là phễu tưới cây này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu mũi vít đều quát này. Đấy, thì nó sẽ có mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài nhá. Mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài, hàng của thương hiệu đều quát của Mỹ, ngắn nhỡ dài. Đấy. Thì mũi ngắn nó sẽ là 10.000. Đấy. Mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài này sẽ là 20.000. Đó, 20.000. Đó thì nó sẽ là có 3 loại mũi như này nhá. Ngoài ra thì bên em có cái mũi bắn tôn như này, mũi bắn tôn. Đấy, mũi bắn tôn là mũi mũi 8. Đấy, mũi bắn tôn này sẽ là 40.000. Đấy, còn mũi ngắn là 10.000, mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài là 20.000. Đó, đây, đầu mũi đều quát thế này. Đấy, hàng đều quát của Mỹ nhá. Mũi bắn tôn đều quát của Mỹ. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cầu cái công tắc của áp quy nhá. Công tắc của áp quy như này. Công tắc ngắt bình áp quy bao nhiêu? 50k nhá. 50k cho công tắc ngắt bình áp quy như này. Con này thì rất là tiện nhá. 50.000 cho một chiếc như này. Về nhà thì các bác chỉ cần là cho vào bình áp quy này, sau đó thì các bác ngắt ở đây. Đó, ngắt ở đây. Thì mình xoáy ra nó sẽ tự tắt và xoáy vào thì nó sẽ ăn. Thì các bác không cần phải dùng dây dạ lằng ngoằng nữa. Các bác kẹp vào bình cho đó thì đấu dây vào đây cho em. Đấu dây vào đây cho em. Thì không, mình muốn ngắt đi thì xoáy cái này ra là xong. Còn mình muốn đóng lại thì xoáy cái này. 50k cho cái công tắc ngắt bình áp quy này nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái này là cái gì? Băng gâu nhá. 20.000 cho một bịch như này, một hộp như này bao gồm 100 cái này, 100 cái. Giá sẽ là 20k nhá. To nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Các bác bị thương ở đâu hoặc là bị chảy máu thì các bác bóc ra dán vào cho em. Đây, nó sẽ là hình miếng băng gâu như này. Giá sẽ là 20.000 thôi nhá. 20.000 cho cái bình băng gâu như này. Đó, 20.000 cho một bịch. Cái này là cái gì đây? Cái thoát sàn máy giặt nhá, thoát sàn máy giặt. 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc. Đấy. Đây. Thoát sàn máy giặt 4.000 một chiếc nhá. Về nhà các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong. Đó. Lắp cái ống nước máy giặt vào đây cho nó thì mình sập cái vòi này xuống này. Giá sẽ giá thanh lý cho bác 20k cho một cái con thoát sàn máy giặt như này. 20.000 nhá. 20.000. Đấy, tiếp theo thì em gửi tới các bác cái chốt cửa tự động, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái chốt cửa tự động như này. Đấy. Chốt cửa tự động nhá. Đấy, chốt cửa tự động giá sẽ là 4.000 một chiếc. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào là nó sẽ sập vào thôi, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái vòi vàng tăng áp nhá. Vòi vàng tăng áp như này. Đấy, nó sẽ là một hai cái hệ thống đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Vòi vàng tăng áp giá sẽ là 40k. Các bác có thể điều chỉnh các cái nguồn nước ở đây các bác này. Đó, bằng đồng nhá. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bóp tay nhá. Bóp tay. Giá của nó cũng là 40.000 cho một con bóp tay như này. Đấy, có tính số nhá, có tính số như này. Bóp tay này, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bóp tay như này. 40k, có tính số luôn. Đấy, các bác bóp tay như này thì giúp cho các cơ huyệt hoạt động, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Bóp tay, giá sẽ là 40.000 cho cái bóp tay như này nhá. 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật đây. Võng dù, các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Con này thì sẽ là 90.000 một chiếc như này. 90.000 một chiếc như này nhá. Các bác này. Có dây giếc các thứ đàng hoàng, chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. 2m rất là dài luôn nhá. Rất dài luôn con này. Rất dài là to. Đấy, con này 90.000 nhá. 90.000 cái võng dù như này. Các bác có thể
bỏ vào ô tô này, bỏ vào xe máy này, hoặc là treo vào xe đạp để mình mang đi, mình đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, hoặc là các bác đi đâu cũng được thì mình chở ra, mình giả ra mình dùng nó rất là tiện. Võng dù giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái võng xếp như này nhá. Một cái võng xếp như này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. 120k cho mấy em võng xếp như này nhá. Rất là to luôn, võng này rất là to luôn các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đai điếc của nó khuy kiếc rất là ngon luôn. Đấy. Và có cái phần banh như này, 2 này, 4 này, nó vào khoảng 60 phân cái phần banh như này. Còn cái phần này thì rất là rộng luôn, rất là rộng luôn nhá. Đó, võng rộng lắm và nó là hai lớp như này, nằm cực kỳ thoải mái luôn. Lên cho em là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 cho cái võng xếp như này. 120k cho cái võng xếp như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái ô dù nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ô dù của Nhật nhá. Ô dù của Nhật thì nó sẽ có mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác này. Đấy. Ô dù Nhật thì nó sẽ là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng ô tự động nhá. Dòng ô tự động này các bác này. Đấy, mở ra này, bật ra này. Đấy, mở ra nó sẽ bật ra như này. Đây các bác này, rất là ngon luôn. Đấy. Vải của nó thì là vải chống tia UV nhá. Vải chống tia UV dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, vải chống tia UV. Và các bác bật ra bật vào là nó tự động hết nhá. Tự động hết. Đây, các bác chỉ cần ấn vào này là xong này. Mở ra này, đấy. Mở ra này, đóng vào. Đấy, rất là tiện luôn. 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi. Gấp vào rất là gọn luôn. Để thì cái chiều dài của nó thì chỉ vào khoảng là 30cm thôi. Rất là gọn, các bác có thể để mình sử dụng trực tiếp trên ô tô, xe đạp, xe máy, hoặc là mang đi học, đi làm, có thể bỏ túi quần được, rất là gọn. Bỏ túi quần, túi áo, đấy, ba lô, túi sách đều ok hết nhá. Lên thì em là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k nhá. 80k thì cái ô dù Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cái bóng đèn nhá. Bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là một con bốn cánh mini này. Bốn cánh mini. Đấy, ở đây nó sẽ là thuộc dạng là led main như này nhá. Led main như này, và con này nó sẽ là siêu sáng luôn. Đấy, bốn cánh mini như này, 28W. Bốn cánh mini 28W và siêu sáng luôn. Bốn cánh mini 28W siêu sáng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000. 40k cho một quả bóng đèn 4 cánh mini như này. 40k này. Đấy. 4 cánh mini 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là dòng 3 cánh này. 3 cánh, con này thì công suất của nó sẽ là đi đây. Con 3 cánh này cũng rất là sáng luôn các bạn. Đấy, 3 cánh này rất là sáng luôn. Đây nó sẽ là con bóng đèn 3 cánh này. Đấy, con 3 cánh này thì công suất của nó sẽ là đi 45W nhá. Còn 3 cánh này là 45W này. Đấy, 3 cánh này 45W. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một con bóng đèn 3 cánh 45W. Con này thì siêu sáng luôn. 45W mà khi mà các bác sử dụng ấy, nó phải sáng như kiểu là 100W nhá, rất sáng luôn. Đấy, tiếp theo là con bóng đèn 3 cánh, 4 cánh, bắt đầu đến 5 cánh nhá. 5 cánh thì sẽ là 120.000 nhá. 5 cánh là 120.000 đây. Con 5 cánh này là 100W. 100W luôn. Đó. 5 cánh này là 100W này. Đây, đấy. Đây con 5 cánh thì em đang dùng này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, con 5 cánh đây. Đấy, con 5 cánh này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con 8 cánh. Con 8 cánh này thì sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Đấy, 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, 190k, 8 cánh luôn. Công suất là 200W nhá. 8 cánh 200W. 200W luôn. Đấy, 200W các bác này. Đó, rất sáng nhá. 8 cánh siêu sáng luôn, 200W. Đó, 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái cắt hoa quả nhá. Đấy, thì các bác có các loại hoa quả, các bác chỉ cần ví dụ quả táo, quả lê, ấn này là xong. Nó sẽ ra được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miếng. 8 miếng, ấn phát này là xong, rất là tiện luôn. Inox 304, bền đẹp chắc chắn nhá. Cắt hoa quả giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái bảng số ô tô, thì là ví dụ các bác có ô tô. Đấy, thì các bác mua về sau đó thì các bác lắp số vào. Đây, nó sẽ có cái dãy số này, các bác lắp vào. Nó có kèm cho các bác một cái miếng dán này, các bác dán để lên trên đấy, để trên ô tô cho em. Đây, lắp vào đây. Đấy, nó sẽ là một cái dãy số như này. Thì khi mà ô tô các bác cần mà có người gọi thì người ta sẽ gọi đến cho các bác luôn. Nó rất là tiện. Bảng số dán ô tô nhá. Bảng số dán ô tô giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái bảng số dán ô tô như này. 20k, rất tiện luôn. Bảng số dán ô tô. Bảng số dán ô tô 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng thì nó sẽ có của Nhật và của Hàn. Đó. Đây cái này là của Nhật này, của Nhật này thì sẽ là 60.000, 60.000. Còn cái kem của Hàn Quốc này thì sẽ là 40.000 một típ nhá, 40.000 một típ. Đó, đây. Của Nhật này thì chống viêm liễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, giá sẽ là 60.000. Còn của Hàn này thì chuyên trị chuyên làm trắng răng, hàng made in Korea này. Đó. 120g, 120g 40.000, con này 170g cũng hàng made in Japan luôn. Con này thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái nguồn led nhá. Đấy. Đây nó sẽ là con nguồn led này. Con nguồn led 12V 150.000. Đấy, nó sẽ là nguồn led 12V thì về nhà các bác đấu các cái dây led vào đây cho em. 12V. Đấy, nó sẽ rất nhiều chân da như này thì các bác đấu các cái nguồn led vào đây nó rất là tiện nhá. Đấy, bằng nhôm này, tỏa nhiệt tốt luôn. Nguồn led con này để ngoài trời thoải mái, nguồn led 12V rất là tiện. Con này thì giá sẽ là 400W luôn. Con này 400W 12V rất là tiện luôn. Giá sẽ là 150.000 cho một con nguồn led như này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Có lên cho em là vòi nối này. Con này các bác nối trực tiếp vào cái nguồn nước cho em. Đấy, nối trực tiếp vào nguồn nước sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chia ra các đường nước này. Đầu xoáy ở đây. Đấy, chia ra các nguồn nước hoa sen hoặc là đây. Đấy, nối vào nguồn nước này, đây. Nối vào vòi chậu rửa này hoặc là nối vào động được. Nó rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 70.000 cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá. 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Đấy, 350.000 cho một cái ghế hơi như này nhá. 350.000. Đó, 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Về nhà các bác bơm lên cho em. Con này thì rất là dài rộng luôn. Đây. Chiều rộng của nó là dài rộng của nó 98 cm. Dài là 122 và cao là 86, nói chung là người ngồi thoải mái luôn, người ngồi thoải mái. 350.000 cho cái ghế hơi như này nhá. Ghế hơi. Đó, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Đấy thì chào các bác đến với shop Phạm Huấn nhé. Đấy bên shop tiếp tục về các cái mã hàng rất là đặc trưng để gửi tới các bác nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái lô đồng hồ VIP nhé. Đồng hồ VIP bên shop về số lượng và giá thì giá thanh lý. Đấy bên em ôm lô siêu thị của Nhật và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thương hiệu Geneva này, Geneva. Hàng của Nhật sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu vàng, hai là màu bạc như này. Màu vàng, màu bạc như này. Đồng hồ thì nó là dòng đồng hồ VIP rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy, một con đồng hồ như này giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhé. Đồng hồ VIP giá sẽ là 150.000. Có hai loại, một loại là màu vàng và một loại là màu bạc. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Mặt sapphire chống xước nhé. Mặt sapphire chống xước, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy, ở đây thì nó rất là nhiều các cái nấc đo ở bên trong này các bác này. Đó, và giá thì có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn nhá. Có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn. Giá thì rất tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP. Giá sẽ là đồng hồ VIP này. Giá sẽ là 150.000 một chiếc, có cả màu vàng, màu bạc nhá. Lên cho em là đồng hồ VIP này. Đồng hồ VIP giá của nó sẽ là 150k một chiếc. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đồng hồ VIP 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao gấp đây. Đấy, đây nó sẽ làm con dao gấp gọn như này. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là dao gấp nhá, 20.000 cho một con thôi. 20k cho một con dao gấp như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng có hai chức năng. Một là các bác dùng để gọt hoa quả này, hai là các bác dùng để bật bia này, bật bia khui bia rất là ngon luôn. Thì các bác dùng một trong hai chức năng này đều ok và nó có thể gấp gọn được. Đấy, khi mà gấp gọn vào thì nó vào khoảng là 7-8 cm thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Dùng để bật bia rất là ngon luôn này. Đấy, hoặc là dùng để gọt hoa quả, thái rau, thái dợ, dùng để đi phượt này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan này, siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Đây Japan. Lên cho em là dao gấp, giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá. 20.000 một chiếc. Bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 này. Đấy, 20.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đấy, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa Honda nhá. Móc khóa Honda. Đấy, con này thì sẽ là 25.000 một chiếc. 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Và bác nào cũng mua 5 bên em cũng tặng 1 luôn. 20.000 cho 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Móc khóa Honda. Lên trên là móc khóa Honda này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái móc khóa da nhá. Móc khóa da. Đấy, móc khóa da.
Con này thì bên em bán 20.000 một chiếc và cũng mua 5 tặng 1 luôn. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Cứ mua 5 là tặng 1 này. Móc khóa da này thì sẽ là 20.000, móc khóa Honda này thì sẽ là 25.000. Mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đó. Thì các bác lên cho em đó là móc khóa Honda thì sẽ là 25.000 nhá. Còn móc khóa da này sẽ là 20.000, đều là mua 5 tặng 1. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng móc khóa như này. Con này thì nó con Honda này sẽ là bằng thép nhám nhá, bằng thép nhám. Con này thì nó dùng để tặng cho những người mua xe ô tô của nó nhá. Còn đây là con móc khóa bằng da này, móc khóa bằng da. 20.000 mua 5 tặng 1, con này cũng 25.000 mua 5 tặng 1 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còi cứu hộ này, còi cứu hộ đây. Đấy các bác lên xem là còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái còi cứu hộ như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả la bàn, cả đo nhiệt độ luôn, đa chức năng nhá. Đấy bên mặt này của nó sẽ là đo nhiệt độ này, đấy mặt này đo nhiệt độ này, mặt này của nó sẽ là la bàn này. Các bác lên cho em là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ. Đấy thì con này các bác có thể dùng để mình đi rừng, đi phượt, đấy hoặc là đi du lịch thì rất là tiện này. Đấy các bác thấy không, kêu tiếng kêu của nó rất là hay luôn, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội kêu cực hay luôn và có quay đeo như này. Lên mã giúp cho em đó là còi cứu hộ, còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25.000, 25.000 cho một cái còi cứu hộ như này nhá, 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo gấp nhá, kéo gấp. Đây, giá thì chỉ có 15 cành cho một con như này thôi. 15 cành cho một cái kéo gấp như này. Và bác nào mua thì mua 5 bên em cũng tặng một, hàng nhỏ nhưng mà có võ nhá, mỏ nhưng nhỏ nhưng có võ này, rất sắc bén các bác. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây, rất sắc bén luôn. Đấy, hàng nhỏ mà có võ cho các bác luôn, rất sắc bén nhá, rất sắc bén luôn. Giá thì bên shop đang đây, rất sắc bén các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất sắc bén luôn, nhỏ mà có võ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là kéo gấp nhá, 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 tặng 1, kéo gấp 15.000 một chiếc, cũng mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, kéo gấp 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đây, nó sẽ là kéo gấp đựng trong hộp như này, trong cái túi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, kéo gấp này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái chuông thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chuông đồng này. Đấy, chuông đồng như này. Con này thì bên shop bán sẽ là 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này nhá. 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Các bác dùng để mình làm cúng lễ này. Đấy, hoặc là dùng vào các cái công việc mà đúng theo nhu cầu của các bác thì mình lấy các bác nhá. 100.000 cho cái chuông đồng như này các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da, hàng VIP cho các bác luôn mà giá thì cực hạt rẻ nhá. Đây. Đồng hồ dây da đẹp như này các bác thấy không? Đấy, đồng hồ dây da đẹp như này, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây, con này thì nó sẽ là mặt số la mã, còn con này thì nó sẽ là mặt số thường nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 50.000, không thể tin nổi luôn nhá. 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50 cành một chiếc nhá. Đấy, mặt của nó là mặt sapphire này, mặt sapphire và có ánh dạ quang rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ví cúc nhá. Đấy, các bác lên xem là ví cúc đây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một con ví cúc như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái cúc này để các bác cài này, và đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Các cái ngăn đựng thẻ thùng này, rất nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Các bác có thể đựng được 1 2 3 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái thẻ được luôn nhá, 8 thẻ được luôn. Đấy, và có hai ngăn to như này. Và có cúc cài như này, các cúc cài này, và nó rất là mỏng luôn, thì các bác dùng không sợ bị cấn nhá. Đấy, không sợ bị ngồi nó đè lên nó cứng nhá. Giá thì sẽ là 100.000, lên trên là ví cúc, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng số điện thoại nhá. Bảng số điện thoại trên ô tô thì các bác có thể để trên ô tô để khi mà xe mình đỗ ở đâu đấy mà cần phải có người để cần phải người ta cần liên lạc cho mình thì người ta sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Đấy, thì lên cho em là bảng số điện thoại nhá, giá sẽ là 20.000. Bảng số điện thoại ô tô 20.000 cho một cái bảng số như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp vào đây cho em, lắp vào đây. Đấy, lắp cái số vào đây và có miếng dán, các bác chỉ cần dán lên đầu xe cho em là xong nhá. Bảng số điện thoại ô tô giá sẽ là 20.000 nhá, 20.000 một chiếc. Đó, 20.000 cho một cái chiếc, cho một cái hộp mà bảng số điện thoại ô tô như này. Đó, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn hai đầu nhá, đuôi đèn hai đầu. Thì con này nó sẽ là đuôi đèn cảm biến. Về nhà các bác chỉ cần việc là xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của mình thôi, xoáy đuôi cũ của mình xong mình xoáy cái bóng mới vào đây thì nó sẽ là dòng cảm biến, đi qua thì nó sẽ tự sáng và
không có người thì nó sẽ tự tắt, nó rất là tiện. Nó sẽ có điều chỉnh là ban ngày ban đêm hoặc là sáng cả ngày đấy, và có điều chỉnh là 220 giây, 32 giây và 16 giây đó. Con này thì giá sẽ là 60k nhé. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn hai đầu, đuôi đèn hai đầu giá sẽ là 60.000, 60.000 cho cái đuôi đèn hai đầu như này đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chén đồng nhá, chén đồng. Đấy, đây nó sẽ là một cái chén đồng như này các bác này, chén đồng như này. Bên shop bán thì sẽ là 50k cho một cái chén đồng như này nhá, 50.000 cho một cái chén đồng như này. Các bác có thể mua để về mình uống rượu này, hoặc là uống trà này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng này, cúng lễ này, hoặc là các bác có thể dùng để mình trưng bày rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây. Đấy, rất đẹp như này. 50.000 một chiếc và bán theo trục thì sẽ là 40.000 một trục nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái đế nóng nhá. Đấy, con này cắm điện lên cái là nóng luôn. Mâm của nó là mâm gang và sẽ có số như này, 1 2 3 4 5 số như này nhá. Cắm lên cái là nóng luôn, có on up cho các bác luôn nhá. Và con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình cái mặt này của nó thì tầm 10 cm, mình dùng để mình đun nóng ví dụ như là ấm nước này, hoặc là nấu này, xào này. Đấy, đồ xong nồi các bác đặt lên đây là đều làm nóng được hết nhá. Giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em đó là đế nóng nhá, đế nóng giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt của thương hiệu Makita đây, quạt đây, rất mát luôn. Sẽ có cho các bác là hai cấp số nhá, hai cấp số như này. Đấy. Hai cấp số, siêu mát luôn các bạn. Các bác nghe tiếng gió này. Đó. Con này thì giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác. Các bác lên cho em đó là quạt tích điện Makita nhá, giá sẽ là 380.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu sắc màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên. Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhá. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em này. Đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này, bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá, 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có tráng men pha lê, men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc giá sẽ là 95k nhá. 95k cho một bộ như này, giá siêu rẻ luôn. Siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đấy, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm. Các bác dùng thì vô sự tư thoải thoải mái luôn, không bao giờ lo bị gọi là không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này. Lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc các bác lên cho em là thuốc kiến gián nhá, thuốc kiến gián. Đấy, thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là bên shop bán cho bác combo là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, bên em bán từ ba lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián giá sẽ là 20.000 cho ba lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ. Đấy, tức là 30.000, nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho ba lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho ba lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhá. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho ba lọ thuốc kiến gián như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây. Đấy. Các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến có gián nó trú ẩn nhá, là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho ba lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái máy cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, đèn trợ sáng dành cho xe máy này. Đấy, xe máy xe đạp điện đều lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000K này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá.
có cả phần đai để các bác bắt vít này, ốc vít cái thứ đầy đủ nhá, combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn ắp quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn áp quy cho em. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Đây. Đấy, pha của nó rất là rọi thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok, lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy, thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây và là mình bấm là xong. Đó. Lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này thì rất là tiện để cho các bác mình về mình sử dụng trong các cái hoạt động ví dụ như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt cái này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần các loại quần áo, quần bò, quần miếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40k trong cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên. Mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này thì các bác có thể để chồng lên 5-10 khay một lúc được. Đấy, trồng lên 50 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm, em bỏ trong tủ như em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn này. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn. Người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đây các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời. Và nó rất là tiện, anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa? Anh em ơi, đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Đấy, chỉ cần đẩy cái này lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Đây. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em có bác mua hàng thì 15.000 chiếc mua 5 tặng 1 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xi giày thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày. Có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm mới lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40k cho một 40k cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này. Sau đó thì các bác đánh lên giày như này. Sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhé. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40k trên một lọ nhé. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40k trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quẹt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá, 40k trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy chuyên đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián, nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k thôi. Hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá, 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bạn này. Là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé.
Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lý Comas xin chào quý anh chị. Giá thì chỉ có 35k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa các bác này. Bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nha, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa. Đấy, vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ ở đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok. Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195k nhá, 195k. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195 cành cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy các bác lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Con này công suất của nó sẽ là 1000W, sử dụng điện 220V, 1000W sử dụng điện 220V, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây các bác này, đấy, đây đây thấy không, máy chạy khỏe khủng khiếp luôn đó. Đây. Máy chạy siêu khỏe luôn các nhá, các thấy không, nó hút này quá khủng khiếp luôn các bạn đó. Đây. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như động cơ phản lực các bác nhé. Đó, các bác thấy không? Đây. Con này 1000W sử dụng điện 220V. Và nó sẽ có các cái đầu phụ kiện, đầu kết nối đi kèm như này. Đầu ống nối dài này, ống ngắn này, rồi là chân hút này. Nhiều lắm các bác. Phụ kiện của nó cả rổ luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, hút bụi đại. Giá sẽ là 450.000 các bác nhé. 450.000 cho con hút bụi đại như này. Đấy, tiếp theo thì... bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi nhá, hút thổi bụi. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Con này thì công năng vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Cái con hút bụi đại thì nó chỉ hút bụi thôi, còn con này là vừa hút vừa thổi. Con này thì đa năng hơn, vừa hút vừa thổi được các bác nhá, vừa hút vừa thổi. Thì con này giá sẽ là 260.000. Con này vừa hút vừa thổi được luôn các bạn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn, rất tiện ích các bác ơi. Đó, đây các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em này thì nó sẽ là dòng một con máy thổi này. Một con máy thổi, nhà các bác nào nhiều lá cây. Đấy, sử dụng điện 220, nhà bác nào nhiều lá lẩu các thứ thì dùng con này cho em. Đây. Đấy. Thì đây này nó sẽ là chức năng là thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Đấy, thổi này. Thổi rất mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Thổi tung dời luôn nhá. Đây, thổi tung dời luôn các bác. Đây. Các bác thấy không? Thổi tung dời luôn đây các bác này. Đây, thổi nhá. Đấy. Đây, đây, thổi đây. Tung dài luôn đó. Thấy chưa? Đó, ngoài thổi thì nó sẽ có chức năng hút, hút thì đảo cái này vào cho em này, đảo cái này sang bên này nó sẽ là thành chức năng hút này. Đấy, đây hút ở đây các bạn này. Đấy, hút vào này, hút vào này, hút vào đây các bạn này. Đó, thấy không? Đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu như này để các bác hút rác bẩn các thứ vào đây cho em. Đấy, hút rác bẩn vào đây. Đấy, thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 260.000. Lên cho em là hút thổi bụi bằng điện nhá, 260k. Đó. Con này thì chạy bằng điện, 260.000. Hút thổi bụi điện này. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện. Thổi bụi điện 260.000 nhá, 260.000. Tiếp theo thì cái con massage cổ đấy, từ nãy giờ em đang quay thì em lắp máy vào luôn các bác này. Đây. Massage cổ nhá. Đấy, massage cổ vai gáy. Con này sẽ là 320.000, 320.000 hàng đựng trong một cái hộp như này. Em đang đeo trực tiếp đây, đang đeo đây các bạn này. Đấy. Và các bác muốn tăng độ lên thì các bác kéo cái này xuống cho em. Nó sẽ là massage cổ này. Và đằng sau của nó là có các cái phần để massage vai gáy nữa. Rất tiện ích luôn, đeo vào thì rất là phê luôn các bác này. Đấy. Massage cổ vai gáy nhá, 320.000. Đó. Nhìn tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn phễu này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này thì giá sẽ là 90.000 à. 90.000, có dây có quay đeo như này, có dây có quay đeo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu, con này giá sẽ là 90k cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đấy, đây các bác thấy không? Siêu sáng luôn. Mình dập cầu dao cho anh tí. Đấy, siêu sáng luôn. Đây em sẽ test tắt điện đi cho các bác xem này, đây. Đấy, đây các bác thấy không? Đây, đấy. Rất sáng luôn.
có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Con này thì giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể dùng để dọi xa, dọi gần này. Rất khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đó, sáng cả một không gian luôn. Giá sẽ là 90k. Rồi, ok. Đó. Con này rất sáng các bác, sáng lắm. Dùng thì rất là thích luôn. Có chế độ báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Nó sẽ là hình một cái phễu như này. Hình một cái phễu như này, một pha bóng và rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Giá sẽ là 90k này. Đấy, đèn phễu này. Đèn phễu, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân đức nhá. Cân đức. Con này thì cân được 10 kg, em đang bán là 160. Hôm nay riêng hôm nay xả cho bác còn 120.000 cho một con cân đức như này thôi. 120k. Mặt này của nó là bằng inox nhá. Đấy. Mặt này của nó bằng inox 304 nhá. Đấy, bằng inox này. Mặt này của nó bằng inox sáng bóng, đây nó là cái lớp giấy bóng thôi. Cái lớp giấy bóng nó phủ cho nó chống xước thôi, còn bóc ra nó là inox sáng bóng luôn. Đó, và nó sẽ sử dụng là hai quả pin tiểu thì về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp cái pin tiểu vào cho em, lắp pin tiểu vào. Đó. Và con này nó cân được 10 cân. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác chỉ còn 120.000 trong cái mã cân đức này thôi. 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này, bao gồm là một súng và bốn đầu, một súng và bốn đầu nhá. Đấy, một súng bốn đầu massage như này, bốn đầu massage và một cái cáp sạc nhá. Một súng bốn đầu massage, một cáp sạc, lắp thử cho các bác xem này. Dây của nó sẽ là động cơ không chổi than và lõi bằng đồng nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Chưa? Đó. Máy chạy rất khỏe luôn nhá. Đây mới là chế độ 1 này. Đấy. Có 5-6 chế độ tất cả cơ. Khi các bác sử dụng thì các bác giữ lì cho em. Đấy, khi tắt bật thì các bác giữ lì nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Nó hình khẩu súng như này nên các bác lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này nhá. 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm các bác này. Đây. Dây tắm như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 15k cho một cái dây tắm như này nhá. 15k. Con này thì rất tiện luôn. Về nhà các bác cho xà bông xà phòng vào đây, nó sẽ là cái dòng cao su non mềm. Cao su non mềm như này thì các bác cho xà bông xà phòng vào đây là mình sử dụng thôi. Kéo ra như này nó có cái độ co giãn nhất định nhá và rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa tắm vừa kỳ cọ lưng, cổ, vai, gáy rồi chân tay đều được hết nhá. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là đi 15.000. Đấy, giá thanh lý cho bác chỉ còn 15k thôi, 15k. Đó. Đấy, ứng dụng rất đơn giản luôn. Tắm trà lưng silicon hai mặt, giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, nó bằng silicon mềm như này thì các bác dùng nó massage thư giãn rất là tốt và rất là sạch sẽ. Các bác chỉ cần treo lên là nó khô luôn. Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ 15k thôi. Giá này là giá xả lỗ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng Hàn Quốc đây. Một lọ này của nó sẽ là 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng của Hàn Quốc made in Korea. Đấy, hàng của Hàn Quốc made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng. Giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này nhá. 40.000 cho một lọ 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Con này thì chuyên làm trắng răng nhá. Bác nào răng ố, răng vàng thì đưa hết vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ô Nhật nhá. Ô Nhật thì nó sẽ về đủ màu, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ bật ra này. Đấy. Nhấp như này nó sẽ bật ra cho em. Đó, nhấp này sẽ bật ra này. Nhấp này sẽ đẩy vào này, rất là tiện. Sau đó thì các bác sập cái này vào cho em. Nhấp này nhá. Tất cả cái này là đóng và mở đều phải nhấp hết nhá. Đây nó có hai mũi tên này. Mà bật lên và đóng xuống đều phải là nhấp hết nhá. Các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đây, đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Rất tiện ích luôn, màu sắc thì đa dạng. Đấy, rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đây các bác xem màu này, màu của nó đây. Màu xanh, màu đỏ, màu ngẫu nhiên nhá, 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông 90.000. 90.000 cho 3 đôi, tức là các bác mua chỉ mất đâu đó là vào 30.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi, tức là vào chỉ mất là 30.000 cho một đôi thôi. Đó. Đây. 90.000, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ combo cho bác luôn. Chất liệu của rổ của nó thì nó sẽ là nhựa mềm nhá. Nhựa mềm, nhựa nguyên sinh mềm. Đây, đấy các bác thấy không? Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Ấn nó thoải mái luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k cho một bộ như này. Đấy, 90k cho một bộ bao gồm là 3 đôi nhá. Cứ combo cho em luôn. Combo cho em là 3 rổ, 3 chậu.
Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là ba rổ ba chậu như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa mềm, đập phá ném thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá ném thoải mái luôn, nhựa silicon mềm, à nhựa nguyên sinh mềm, cực kỳ xịn sò luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái xịt xoang các bác nhá. Đấy, xịt xoang đây. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt xoang, giá sẽ là con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 35.000 cho một lọ như này thôi. 35.000 cho một lọ xịt xoang như này. Các bác bị các bệnh về mũi kinh niên, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi dị ứng, mũi kích ứng, mũi do thời tiết này. Đấy, do môi trường khí độc này. Đấy các bác. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác còn 35.000 một típ như này. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Và mua, nếu các bác mua 3 lọ thì sẽ là 100.000 cho 3 lọ nhá. 100k là bằng 3 lọ này. Đấy, bằng 3 lọ. Và 35.000 cho một lọ luôn. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi cho bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này, ống nhòm 3D. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này, đẩy lên được như này và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi, nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá, thiết kế khá là ngầu đấy các bác. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi, nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhá. Lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm, giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm, giá sẽ là 90k một chiếc nhá. 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ led nhá. Đồng hồ led thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này. Cái chân của nó về nhà các bác sập ở đây cho em này. Đấy, sập ở đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập ở đây cho em. Đây, chân sập ở đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB, chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần là cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy, thì các bác có thể để deco trang trí này, deco trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23 cm nhá và chiều cao tổng thể của nó là 10 cm. Đấy, 23, 10. Đấy, chiều cao là 10 cm và chiều dài là 23 cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ, hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ led nhá, đồng hồ led. Đồng hồ led mới này, đồng hồ led mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ led mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Ở đây là cái mẫu đồng hồ led cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ led cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây, cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn. Nó hàm hố hơn. Đấy. Thì mẫu lên cho em là đồng hồ led cũ nhá. Đồng hồ led cũ, giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu led mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ led mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn, cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn. Thì các bác có thể lấy mẫu cũ, lấy mẫu mới thì đồng hồ led mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá.
Đèn này thì gọi là đèn thần tài, thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này về nhà, các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết, thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này. XL là xanh lam này, có phải không? XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy, có hai màu, màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây, các bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy. Cái này của nó khá là dày luôn nhá, và có điều chỉnh sáng tối nhá. Có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy, có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên, và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone. Hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bác, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bác này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá. Đây, California các bác này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Made in Japan. Đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này, và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang như này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhá, 150k này. Tai nghe iPhone không dây, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi. Và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nhá là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi.
Còn ngoài ra các cái tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin, và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Socani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là, công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Socani, giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này. 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh, cối bằng thủy tinh, cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy. Con cối khổng lồ đây. Đấy. Một cối một thân máy như này, một cối một thân máy như này các bác này. Đấy. Một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhá, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con này đều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây, em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bác. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhé. Đây, các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhé. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn. Các bác theo. Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bác. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bác này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây, các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con là điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngước nào cũng được, sập ngước nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây. 1000W này, 28 cm, điện 220V, công suất 1000W. Cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán cả 1000 con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực như này nhá, kính cường lực.
giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000, con này khá tiện ích luôn. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Bốn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000, hàng của Đức, made in Germany đây. Bộ sản phẩm thì bao gồm 1 2 3 4 chìa. Chìa của nó là cái dòng chìa tròn nhá. Đấy, chìa tròn chống trộm. Nên các bác dùng cực kỳ an toàn luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng đa di năng, chống trộm, chống cắt, chống ăn mòn các kiểu, con là điều luôn thôi nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khóa Đức nhá, hàng made in Germany này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, chống trộm, chống cắt nhá. Đây nó có các cái phần bo kín như này cho nên là khóa thò vào cũng không cắt được này. Đấy, khi các bác khóa thì quay cho em cái chìa này vào này. Đấy, quay cái chiều này vào phát là nó không thể chống cắt được này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn này. Và trộm là cái chìa này của nó là cái dòng chìa tròn như này cho nên là không làm giả được các bác nhá. Lên cho em là khóa Đức, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em khóa Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn phễu này. Đấy. Dòng dây điện này mình. Cái đèn phễu như này giá sẽ là 90.000 cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, con này rất sáng luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái dây như này. Một cáp sạc, một dây như này nhá. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi các bác. Đấy, rất sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, nhấp nháy này, đây. Đây ban ngày mà em dọi mà pha nó còn như này là các bác biết rồi. Đó, các bác thấy không? Rất là sáng luôn nha, điểm sáng của nó rất là lớn luôn. Ban ngày mà còn như này là các bác dọi ban đêm thì siêu sáng luôn. Đấy, rất là to nhá. Có thể là gập lên gập xuống như này này, có báo pin và có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con đèn phễu này thôi. Đấy, đèn phễu giá sẽ là 90k. Giá thanh lý cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đèn phễu này. Nó hình như phễu. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Con này bên shop đang bán là 35.000 một chiếc. Đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn 30.000 trong cái đuôi lò xo này thôi. Lên cho em là đuôi lò xo giá sẽ là 30.000. Đây, cắm điện vào các bác cho bóng cho bánh vào đây. Đấy, bật công tắc lên là xong. Đấy, đuôi lò xo 30.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái bóng đèn 4 cánh mini này. Con này thì công suất của nó là 28W mà nó sáng giống như kiểu là bóng 80W thôi nhá, rất là sáng luôn. Và giá thì cực kỳ là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k cho một quả bóng như này. Đấy, bình thường các bác đi mua một quả bóng mà sáng như này cũng phải mất 70-100.000. Đó, các bác thấy không? Sáng trắng luôn các bác nhá, rất là sáng nhá. Thì các bác có thể dùng ở trong các cái không gian vừa phải thì rất là ok. Đấy, đầy đủ ánh sáng cho các bác luôn. Đó, đây, đây con này. Đấy, rất sáng luôn. Thì các bác lên cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con đèn 4 cánh mini như này giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 thôi. Đây, công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này, rất là sáng luôn. Đó, 4 cánh mini. Giá sẽ là 28W, giá sẽ là 40k nhá. 4 cánh mini 40.000. Đấy. Đuôi lò xo thì giá sẽ là 30k. Vừa là lò xo ngắt nghéo này, vừa là có công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái võng dù hàng của quân đội Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mình kéo cho anh. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên nó khoảng từ 2m đến trên 2m nhá. Đấy, từ 1m8 đến 2m. Đây các bác này. Đây. Đấy. Đây các bác này, rất là rộng luôn. Đây các bác thấy không? Đây, rất rộng như này nhá. Rất rộng luôn các bác này. Đó. Cái chiều ngang này của nó thì được khoảng 80-90 cm. Chiều dài của võng thì nếu mà tính từ đầu này đến đầu kia thì nó vào khoảng là trên 2m. Có sẵn dây đeo cho các bác như này luôn. Đấy, có sẵn dây đeo như này thì các bác về có thể đeo lên cây cối này hoặc là sử dụng khác rất là tiện luôn. Võng dù thì giá sẽ là bao nhiêu? 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái võng xếp này. Đấy, đây là một con võng xếp như này. Con này thì nó sẽ không có dây đâu, nó chỉ có cái quai đeo như này thôi. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Con này thì cái chiều banh của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1 mét và nó có hai lớp như này luôn. Hai lớp dù như này các bác này, hai lớp dù như này, hai lớp luôn. Đây. Các bác thấy không? Tổng chiều dài của nó thì dạng con này thì dài hơn con kia một chút và lúc nào nó cũng ở cái hệ là banh sẵn như này rồi. Các bác dùng nó rất là đã này. Đấy, có thể là mang đi du lịch hoặc là để ở nhà.
đấy, đều được. Khi các bác không dùng nữa thì quận lại như này cho em đấy, rất là tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là võng xếp, giá của nó sẽ là 120.000, 120.000 cho một con võng xếp như này đấy. Còn con võng dù này thì giá sẽ là 90.000. Con này thì nhỏ gọn hơn một chút, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, giá đều là rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 160.000 cho con Thunder A1 như này. Con này thì rất nhiều phụ kiện đi kèm luôn này. Có các cái phụ kiện đi kèm đây. Đấy, chổi vệ sinh này, rồi cáp sạc này, dầu nhớt này, rồi cữ này. Và có cho các bác là một cái đầu Thunder như này nhá. Một đầu Thunder như này, chống cắt, chống đầu Thunder này là chống chống bị đứt nhá. Đấy, các bác cắt thì nó rất là an toàn luôn, không sợ bị đứt tay hoặc là bị ăn da, gọi là chống ăn da rất là tốt nhá. Đấy, hàng bảo vệ các thứ lắp đặt cực kỳ chính xác luôn này con này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đây, đấy, bật nguồn cho em này. Đấy, các bác dùng để cắt tóc cho trẻ em này, chấn viền cắt tóc cho người già này. Đấy, không ăn da nhá. Đây em cắt thử cho các bác xem này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cắt đầu sạch đấy luôn các bác thấy chưa? Đó, cắt đầu sạch đấy luôn. Đó. Thì thứ nhất là có một Thunder này. Thứ hai là sẽ có cho các bác là một cái bộ vừa cạo râu vừa tỉa lông mũi nhá. Cái đầu này thì các bác dùng để cạo râu này. Đấy, đầu này để cạo râu này. Xoáy cái đầu cạo râu này ra thì các bác lại dùng cho em cái chức năng là tỉa lông mũi, thì các bác xoáy cái phần tỉa lông mũi này vào để là dùng để tỉa lông mũi này. Đấy, thì nó đa di năng luôn. Có 3 chức năng chính đó là cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi. Đấy, 3 chức năng chính như này. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Con này thì cái giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 160.000 cho một con Thunder A1 nha. Hàng 3 chức năng cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ok. Thunder A1 nhá. Đấy, Thunder A1 giá sẽ là 160.000 nha, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo. Con này thì các bác dùng là mình treo lên. Đấy, treo lên cho em rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một viên pin như này nhá, một viên pin như này. Pin này thì hết các bác lại ra hiệu sách mua. Đấy, và cái này thì nó dùng nó rất là lâu hết pin, tại vì nó có hệ thống là tự sạc cho nên các bác yên tâm. Và khi lắp vào thì nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là được. Còn nếu lắp vào lên rồi thì thôi. Đấy, còn không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, thì cái này cân tối đa của nó được 50 kg, còn các bác cân bao nhiêu thì tùy các bác thôi. Đó, cân bao nhiêu thì tùy các bác nhá. Đây, em sẽ cân thử cái dây điện này cho các bác xem. Đấy, đây là một cái quận dây điện đây. Đấy, dây điện em cân thử cho các bác xem nhá. Đây các bác này. Đấy, cái quận dây điện này là kích thước của nó sẽ là 10m này. Quận dây điện 10m, cân nặng của nó sẽ là 1 cân 39. 1 cân 39 các bác này. Đấy, 1,39 kg, tức là 1 cân 4. Đấy, 1 cân 4 như này. Quận này là 10m các bác nhá. Đó, đây các bác này. Nhớ số luôn, nhớ một lúc sau nó mới hết nhá. Đấy, và có cả cho các bác là cập nhật cả nhiệt độ luôn. Nhiệt độ đang là 30 độ C. Đó. Thì các bác lên cho em là cân treo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. 70 cành cho một cái cân treo cầm tay như này. Các bác có thể mua về để mình đi gọi là cân đồ ngoài chợ này, hoặc là các bác đi du lịch mua hải sản các thứ này, hoặc là đi câu đi kẹo đều ok hết nhá. Lên cho em là cân treo này. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70.000 nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện hàng của Nhật đây. Dây điện của Nhật. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dây của Nhật này. Đây. Dây 2.5 nhá, Japan này, CU này. Đấy, dây của Nhật lõi đồng 2.5, đây, FA 2.5 này. Con này thì giá của nó sẽ là theo kích thước các bác nhá. Dây thì siêu mềm luôn, dây siêu mềm và đầu dây thì nó sẽ là đầu ổ đúc chống va đập. Các bác có thể dùng để làm thợ hàn xì, chiến công trình, nói chung là dùng đa di năng được hết nhá. Con này dùng thì siêu bền, siêu tiết kiệm và rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện Nhật nhá. Đấy. Dây xanh. Dây xanh thì nó sẽ có cho các bác là dòng như sau. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái dòng như sau. 5m. 5m thì sẽ là 220k. Đấy. 10m thì sẽ là 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000. 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, có quận 5m, quận 10m và quận 30m. Đấy, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây các bác này. Đây của nó sẽ là dòng 30m này các bác này. 30m là một cái quận to này các bạn này, 30m đây. Đấy, thì các bác muốn lấy quận nào thì lấy, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Tất Nike của Nhật đây. Đấy. Một vỉ này của nó là 10 đôi.
thì có màu đen và màu trắng nhá. Một vỉ 10 đôi có màu đen màu trắng như này, đất nai của Nhật. Con này các bác đi mùa đông mùa hè đều được hết nhá. Hàng ôm chân, dệt 5D. Đấy, thoáng khí, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, giá rất hợp lý nhá. 90.000 cho 10 đôi tất luôn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 này. Vỉ tất 10, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 trên 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen như này. Đấy, một đầu vòi sen và một đầu dây như này các bác này. Đấy, một đầu sen và một đầu vòi dây như này. Một đầu sen và một bộ dây như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Đấy, 100 cành. Có đóng ngắt trên tay này các bác nhá. Đây là đóng ngắt trên tay này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này và có điều chỉnh to nhỏ này, có lõi lọc này. Đấy, có lõi lọc như này, nói chung là combo đầy đủ cho các bác một cái bộ sen quạt như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 90.000 nhá. 100.000. Xin lỗi các bác, 100.000 nhá. Tiếp theo thì hello các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bán như biển luôn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vợt cầu lông cũng nhá. Vợt cầu lông này. Đấy. Thế này thì nó có túi đựng đàng hoàng, một đôi. Đấy, một bộ này sẽ là một đôi và có kèm cho các bác là một cái hộp mà cầu như này. Đấy, một hộp cầu này, hộp cầu này thì nó sẽ là ba trái nhá, ba quả như này. Đấy, một hộp của nó sẽ là ba quả. Đây. Hộp này của nó là ba quả các bác nhá. Đấy thì sẽ kèm cho các bác là một hộp này bao gồm ba quả cầu và hai cái vợt. Hàng thì của thương hiệu đây, của thương hiệu đây các bác này. Đấy. Ketsika của Nhật các bác nhá. Ketsika của Nhật các bác. Đấy. Ketsika của Nhật, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Thân của nó là thân thép nhá, lưới cước cực kỳ căng các bác. Đấy. Thân thép, lưới cước cực kỳ là căng luôn. Con này dùng thì rất là sướng các bác, rất là sướng luôn. Đấy bác thấy không? Lên mã giúp cho anh em đó là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. Đấy, một đôi như này. Một đôi như này kèm thêm cho các bác là một cái hộp cầu bao gồm 3 quả như này. Vợt này thì nó sẽ là vợt của Nhật và dòng này thì cũng tương đối là chất lượng. Các bác có thể dùng để cho các em nó đánh ở nhà này hoặc là mang đi học hoặc các bác có thể chơi thể dục thể thao rất là ok. Nếu một đôi vợt này mà các bác ra cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng 250.000 nhá, 250.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên Phạm Huấn gửi tới các bác giá chỉ có 120.000 thôi, 120.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông, giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ vợt cầu lông như này, giá rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái rổ vo gạo nhá. Đây, đấy. Thì lên mã cho em là rổ vo gạo, con này thì rất là tiện. Thì các bác có thể đong trực tiếp gạo ở đây này, sau đó thì các bác đưa vào các bác bóp vệ sinh, sau đó thì các bác chỉ cần gạn đi là ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này. Có cái phần lưới như này các bác nhá. Đấy, có phần lưới như này là nó sẽ gạn hết cho các bác các cái nước chảy đi, các cái nước rồi các cái phần đầu chấu nó sẽ chảy đi và gạo nó sẽ đọng lại thì các bác không bị rơi mất một hạt gạo nào, vừa lãng phí vừa bảo vệ môi trường các bác nhá. Các bác chỉ cần gạn đi này là xong. Sau đó thì các bác đổ vào trong nồi để mình nấu. Thường thì các bác hay vo trực tiếp vào trong nồi thì nó rất là mất vệ sinh. Đấy, nhưng mà mình dùng qua cái giá này thì rất là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá vo gạo nhá. Con này thì các bác lên cho em là giá vo gạo nhá. Giá vo gạo này. Giá vo gạo. Vo gạo giá sẽ là 15.000. Đấy. 15.000 cho cái giá vo gạo này thôi. Rất tiện dụng con này. Đấy. Chất liệu của nó là bằng nhựa mềm nhá. Đấy, nhựa mềm dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì tìm cái này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái chổi lăn bụi nhá. Chổi lăn bụi thì con này rất là tiện ích này, về nhà các bác bóc cái giấy này ra cho em này, sau đó thì các bác bóc ra như này. Đấy, bóc ra như này thì mình dùng vòng nào là bóc ra vòng đấy. Đây, nó có từng vòng một đây. Đấy, bóc ra hết vòng này. Sau đó thì cái bề mặt nào bị bụi các bác lăn vào cho em này. Đây nhá. Ví dụ như em lăn cái thảm này, các bác cảm nhận đây nó trắng tinh như này mà em lăn bụi nó dính vào này. Đấy. Lăn xong thì các bác chỉ cần bóc đi là xong. Đây. Con này dùng rất là sướng luôn. Đấy, đây em đang lăn nhá. Đây em đang lăn này. Đây, các bác thấy chưa? Đây.
bụi này, thì các bác có thể dùng cho thảm này, bàn ghế này, đồ dùng này, tiện ích chưa? Đó các bác thấy không? Đây, đấy, này. Sau đó thì các bác chỉ cần là bóc bỏ đi. Đấy, các bác xong thì các bác lại bóc bỏ cái lớp này đi và các bác lại dùng lại đây, bóc đi như này này. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này, từ từ đã. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Đấy, thấy chưa? Sau đó thì các bác lại khi nào mình sử dụng thì mình hãng bóc nhá. Khi nào mình lăn mình sử dụng thì mình hãng bóc. Đấy, thì các bác muốn lăn trên bề mặt này, chăn chiếu này, đấy, chăn chiếu này, chăn ga, gối đệm này, đấy. Các bác cứ lăn vào này chưa? Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Thì con này dùng rất là sướng luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con lăn như này và có kèm thêm hai cái miếng lăn này nữa. Tổng như vậy là khi các bác nhận hàng nó sẽ là ba miếng như này nhá. Ba miếng như này. Đấy, lên cho em là con lăn bụi nhá. Các bác lên cho em là con lăn bụi này. Đấy, con lăn bụi. Giá sẽ là 25k cho một bộ như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một miếng có lắp sẵn vào luôn và kèm thêm cho các bác là ba miếng như này. Đấy. Mỗi cái này là đi chiều ngang của nó là 10 cm và hình như đây nó được là 60 miếng. Đấy, nó được là 60 miếng như này các bác này. Đấy. Thì các bác dùng được 60 lần, mỗi con lăn này là các bác dùng được 60 lần như này. Thì cũng rất là tiện ích và rất là tốt luôn các bác này. Đấy. Con này dùng đã lắm đấy. Này là rất là thực tế luôn nhá. Bụi bặm các thứ, bụi mịn biết là nó quấn hết vào đây luôn. Con lăn bụi 25k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ chuyên trị hong Long Ben Hắc Lào nấm nghía tổ nấm ngứa tổ đỉa các nhá. Đấy, nấm nghía tổ đỉa. Thì con này nó theo là thuộc dạng kem bôi vào nó rất là mát và rất là dễ chịu và các bác cứ trị cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 típ này là sẽ khỏi hết luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là Long Ben Hắc Lào, giá sẽ là 25k cho một típ như này. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia dây tắm nhá. Đấy. Dây tắm này đang bán bao nhiêu đây? 15.000. 15k cho một con dây tắm như này nhá. Giá xả cho các bác cực kỳ ưu đãi luôn. 15.000 cho một cái dây tắm như này. Các bác có thể mua đủ màu để mình dùng trong nhà mình luôn, mỗi người một màu nhá. Đấy. Mua đủ màu cho em. Đấy, 45 60 nhà 4 người thì mua cho em 4 cái. 45 60. Đấy, mỗi người một màu. Đấy, bên em có đủ màu cho các bác luôn. Đấy, đủ màu như này, 45 60. 15.000 cho một cái dây tắm như này nhá. 15k. Chất liệu của nó thì bằng silicon mềm, có co giãn này, có co giãn như này. Một mặt là bằng chấm chấm như này và một mặt là bằng bông, bằng cái đầu lồi hẳn như này. Các khi các bác tắm thì mình kỳ cọ massage nó rất là thích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bạn này. Dây tắm trà lưng silicon hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất, thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, kỳ cọ lưng này, chân tay này, đấy, con này nói chung là tuyệt vời lắm. Các bác dùng rất là tiện, bằng silicon mềm nhanh khô. Bạn đang muốn tìm một dụng cụ có thể tắm sạch toàn thân, vậy thì đây chính là thứ bạn muốn tìm. Dây tắm trà lưng silicon hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất, thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đó, rất ok các bác nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là khăn lau bếp à, khăn lau dầu mỡ các bác nhá. Đấy, một cái túi khăn lau dầu mỡ như này, 80 chiếc cho một bịch như này và giá thì sẽ là 25k nhá. Cái này của nó thì dòng này của nó thì nó rất là tiện ích này, có tới 80 cái luôn nhá. 80 cái như này con này, 80 chiếc như này. Đấy, ví dụ như bàn bếp này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái khu vực nào mà bị bám bẩn, bám dầu mỡ trên tường, dùng nó rất là tiện các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn, sẵn xà bông và chất tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ cần là đưa vào là mình kỳ đi như này cho em là xong. Đấy, vệ sinh như này là cho em là xong nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái phần tường gạch men này nhà em nó đang bẩn này, các bác đưa vào mình lau này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi, nếu các bác lau bằng vải thường thì nó sẽ không sạch nhá. Đây. Đấy, những vết bám như này mà em lau cái là nó sạch luôn các bác này. Đấy. Lau cái sạch bóng luôn nha. Đó thì các bác cứ lau trực tiếp này cho em. Đấy, lau trực tiếp này trên bề mặt. Những cái vết bám nào mà bám lâu ấy, thì các bác cứ lau qua xong là các bác lau lại một lần nữa cho em là nó sẽ tẩy đi hết luôn. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, sạch bóng luôn nhá. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lau dầu, lau mỡ, lau các vết bám bẩn này, vết bụi này trên các cái thiết bị này qua. Đấy, lau phát sạch luôn các bác thấy chưa? Đấy. Rất tiện ích nhá. Đây. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào này và lau sạch luôn các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, rất sạch luôn nhá. Đấy, thì con này nói chung là rất là tiện ích. Đấy, nó có chất tẩy rửa tạo
cho thiết bị đồ đoàn của mình nó bóng đẹp, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Nên mã giúp cho em đó là khăn lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn lau dầu mỡ giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này của nó thì sẽ là 50.000 một bịch 10 chiếc nhá. Đấy, 50k. 50k trên một bịch 10 chiếc, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k trên 10 cái nhá. 50k 10 cái này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông tự nhiên, thấm hút nước tốt và kích thước của nó là 30 x 50, một chiều ngang là 30 và chiều dài là 50. Đây. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, hoặc là dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, vệ sinh. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà các bác thi thoảng có khách có khứa thì các bác cứ phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích và nó sạch sẽ và nó cá nhân, nó không dùng chung đụng nó phức tạp. Giá thì chỉ có 20.000 cho 3 chiếc và mua cả bịch như này thì giá bịch này chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 cái như này nhá. Đấy, một bịch này là 10 cái 50.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn thì các bác lên cho em là keo 10. Đấy, keo 10. Bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi. Đấy, bản của nó là 10 sen nhá. 10 sen. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một quận keo 10 như này. Các bác chuyên dùng để dán tôn này, dán lên tường này, hoặc các cái bề mặt khác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng cao su non và giấy bạc nhá. Đây các bác này, đấy dán vào này, lô keo này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, dính rất là tốt nhá. Đây các bác nhá. Dùng rất là tiện luôn đây các bác này. Đấy, đây ví dụ test luôn nhá, cái ống nước bị thủng nhá. Bóc ra này. Dán phát được luôn, các bác thấy chưa? Đó. Đấy. Các bác có thể dán lên các bề mặt như là bê tông này, tôn này, hoặc là các cái bề mặt bị nứt nhá. Đấy, thấy chưa? Rất tiện ích luôn nhá. Các bác nào mà dùng mà trời bị mưa nồm như này, mưa rào như này thì các cái mái tôn, mái ngói các bác dán hết vào cho em. Rất tiện ích luôn, giá chỉ có 40k thôi. Một quận bản là 10 sen và chiều dài khoảng 5 mét rồi, ok các bác. Lên các bác con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này, và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này, gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Germany các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Qua đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu wifi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ giỏi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây, giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn. Nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, kiểu ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết đi. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20 x 20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt LED như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa?
rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đây, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình này, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này, tiếp theo là ánh sáng trung tính này và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhé. Đó, và rất sáng luôn đấy anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Rõ đâu là sáng đấy luôn nhá. Kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, rọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Lên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn và con này cũng rất là sáng này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết, tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét và các bác có thể để ở các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhé. Đó, ở đây các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng ở đây xem này. Đây, cắm ở đây xem. Đó, thì con này các bác lên xem là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây nó sẽ có 3 chế độ sáng như này và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhé. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng, đấy nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhé. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đấy, em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhé, rất sáng luôn này. Đấy, em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em dọa này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này, sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây, rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn. Đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi, ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nhá. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích này. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhé, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên hiện là đèn năng lượng 3 cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn và các bác cắm pin vào đây, cắm pin vào con đèn này chưa. Đó, pin năng lượng 3 cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Và về nhà các bác cắm vào cho em. Sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để ở cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây, em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhé. Đấy, đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhá. Đấy. Trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn anh em nhá. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó. Con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy. 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây, nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này, đấy, và sáng yếu nhá, đấy, sáng mạnh này, rất sáng luôn anh em thấy không? Đây,
sáng trưng luôn này, sáng vừa này, sáng yếu này, đó, sáng mạnh nha anh em này. Đấy, đây chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi ok, tiếp theo thì để xuống đi, không rơi vỡ, để xuống. Hello các bác nhé, hôm nay thì Phạm Vốn lại tiếp tục chương trình quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây, đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên em lên cho bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa. Nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết. Đúc rất chắc chắn luôn. Đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò ga đồng như này nhá. 90k. Đó, lên mã giúp cho em là khò ga đồng 90.000 một cho một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò ga trắng này. Đấy, khò ga trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga đại nhá. Các bác lên cho em là khò ga đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò ga đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan các bác này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò ga bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhé. Hàng nhập khẩu của Thái Lan. Đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết đây. Màu hồng như này, rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến và nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy, thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn, thì chết cả đàn luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi. 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó, kẹo chuột. Giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. 30.000. Đó. Chết cả đàn luôn, con này thì cực kỳ là nhạy luôn. Nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại trong gầm tủ, gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi. Đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k thùng kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy, Tết nhất các bác dùng nhiều rồi, cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá, thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy, các bác xem. Anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống Nhật Bản nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày, nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, các bác thấy không? Kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra rất là tiện ích nhá. Đấy, thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy, thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy. 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy, thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ, cho nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này,
4 này. Đấy, 5 6 7 8 tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hách ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crossman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%, thép CRV không gì nhá, thép CRV không gì. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CRV không gì này, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá, con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm, đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn led này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này. Đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy. Dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây. Và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy. Thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây. Mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó, khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn thì nó cũng rất tiện ích và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k cho cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó.
Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức. Khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho một cái ổ khóa như này, bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này thì nó quá là hữu ích rồi. Đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh nhưng các bác phải dùng bình nóng lạnh, mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này. Bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn, và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây, thép CLV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó, con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành, rồi cho các cái loại củ đây, mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn, để trân trọng gửi tới các bác nhé. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy, mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này.
40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này, rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau, nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này thì các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bác này, hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây, em sẽ bóc ra cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái, nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy. Đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp, bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp rem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp rem cơ, đấy bằng thép, và hai là kẹp rem điện tử. Con kẹp rem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin này cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp rem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này, nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp rem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp rem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp rem điện tử nhá, kẹp rem điện tử này. Kẹp rem này, điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp rem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp rem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này.
Unica Japan quá này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 sen nhá. Đây, 15 sen này các bạn này. Đó, 15 sen. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì nhá. Thép trắng không gì. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp rem bằng cơ nhá, thước kẹp rem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp rem cơ này. Kẹp rem cơ bao nhiêu đây? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp rem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp rem à cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy nó màu vàng như này. Và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh dỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh dỉ đi, chổi đánh dỉ. Giá sẽ là chổi đánh dỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh dỉ này, đấy. Chổi đánh dỉ, chuyên đánh dỉ sét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh dỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh dỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh dỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh dỉ 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này, thì cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh dỉ sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng rồi là xi măng, xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên xem là chổi cọ dỉ nhá. Đấy. Chổi đánh dỉ giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mà mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy, thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá. Lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen nên em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc.
các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này, đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn. Hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá, giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy, găng tay này, đấy, găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô. Đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 3 các bác này, bình 3. Đó, bình 3. Đây, một cái bộ bình 3 như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là 3 cái cốc nữa. Cho nên là bên em gọi nó là bình 3 nhá. Đấy, kèm cho các bác là 3 cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500 ml các bác nhá, 500 ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất là tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào như này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho mấy cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly như em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá, 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Ném cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá, bỏ ngăn đông tủ lạnh. Sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác, gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra thùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này, tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn thì các bác cũng thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này, sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện. Vì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy. Một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy. Lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nhiệt thế hệ. Giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa kim 5C hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
súng thư giãn các bác nhá, súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này nên anh em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá, bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình cái chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Các thấy không? Rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Đây, em rung tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170k. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp dùng để mình massage bắp tay bắp chân. Lưng, vai, cổ các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À 15.000 trong cái dây phơi như này thôi nhá. 15k trong cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây thì nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000, nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra sau đó thì mình trang lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này. Bằng cao su non và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm luôn này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo, rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên trên. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu gội đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này. Dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450ml, gần nửa lít luôn. 80k, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Và bên em bán lẻ là 20.000 3 cái. Bán lẻ toàn 20.000 3 cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30 x 50. Đấy.
chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Và lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn cho các bác luôn, và đầu thì đánh nhám chống dính chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này. Bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít. Hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá. Có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 trong chiếc như này. 35.000 trong chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k cho một em phễu inox như này. 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi, ok.